Cổ động viên Indonesia, Việt Nam chơi bẩn. Nhiều cổ động viên Indonesia tỏ ra không phục trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Họ cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ đạo các học trò dùng chiến thuật bẩn để giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Tối mùng 10 tháng 12, U22 Việt Nam đã có trận chung kết đại thắng trước U22 Indonesia, chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục của đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo, khiến hàng triệu cổ động viên nước nhà xúc động vì hạnh phúc. Vậy là hơn 60 năm chờ đợi, bóng đá nam đã có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games. U22 Việt Nam trở thành nhà vô địch SEA Games 30, đồng thời cũng là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ khi thi đấu quả cảm 7 trận trong 15 ngày và không để thua bất cứ trận nào. Dù bị Việt Nam đả bại với tỷ số đậm 0-3, nhiều cổ động viên Indonesia tỏ ra không phục. Họ thậm chí còn cho rằng Việt Nam đã dùng chiến thuật bẩn để giành huy chương vàng. Việt Nam dùng chiến thuật để cầu thủ chủ chốt Ivan Dimas phải rời sân, trong khi Indonesia không chuẩn bị phương án dự phòng thay thế cho tình huống đó. Giỏi lắm Việt Nam, nhiều cổ động viên Indonesia bình luận và tỏ ra không phục trước chiến thắng của Việt Nam. Huấn luyện viên Việt Nam Tôi nói với các cầu thủ cố tình gây chấn thương cho Ivan Dimas vì nếu có cậu ấy trên sân, Việt Nam sẽ thua 9-0. Theo tôi, huấn luyện viên Việt Nam đã chỉ đạo các cầu thủ gây chấn thương cho Ivan Dimas. Đó không phải là một tai nạn khi cố tình dẫm vào gót chân Ivan Dimas. Cậu biết điều này đúng không? Một cổ động viên Indonesia nói mỉa mai văn hậu của Việt Nam. Sẽ là một trận đấu cân bằng nếu Dimas không bị thương. Việt Nam dùng chiến thuật bẩn và thật không may, trọng tài đã không rút thẻ đỏ cho hành vi triệt hạ này. Cầu thủ số 5 của Việt Nam đáng lẽ phải bị thẻ đỏ. Hãy áp dụng công nghệ VAR và game. Mau khỏe nhé, Ivan Dimas. Xin lỗi, Việt Nam đá không fair play. Hãy nhìn Ivan Dimas bị đoàn văn hậu gây chấn thương có chủ đích, nhưng trọng tài đã không rút ra cái thẻ nào, đáng lẽ là thẻ đỏ, mặc dù đó là hành vi rất bạo lực. Cảm ơn. Trên đây là những ý kiến bình luận của cổ động viên Indo. Vậy người trong cuộc họ nói gì? Ở phút 23, sau khi va chạm với đoàn văn hậu, Ivan Dimas đã phải buộc rời sân do chấn thương quá nặng. Khi kết thúc trận đấu, cầu thủ này đã phải đi xe lăn lên nhận huy chương. Ngay sau đó, đoàn văn hậu đã ôm và xin lỗi Ivan Dimas. Clip ghi lại cảnh này ngay sau đó xuất hiện trên mạng xã hội và được lan truyền rộng rãi. Trả lời báo chí nước nhà, tiền vệ Ivan Dimas cho biết, anh không trách cú va chạm của Văn Hậu và trân trọng những khoảnh khắc cùng được U22 Indonesia chiến đấu tại SEA Games 30. Cậu ấy đã đến xin lỗi tôi, cá nhân tôi không giận gì cậu ấy. Tôi không biết cậu ta có cố ý hay không, nhưng trong bóng đá cả hai đều muốn giành chiến thắng. Dù kết quả thế nào thì tôi cũng không trách cậu ấy. U22 Indonesia đã chơi kém hơn sau khi Ivan Dimas phải rời sân. Tuy nhiên, Ivan Dimas vẫn đánh giá cao U22 Việt Nam. Tôi đánh giá cao chiến thuật của họ, xin chúc mừng Việt Nam. Nói về chấn thương của mình, hậu vệ của câu lạc bộ Barito Putera cho biết, anh chưa biết chấn thương của mình nặng hay nhẹ, anh sẽ được các bác sĩ của đội đưa đi kiểm tra kỹ hơn. Liên quan tới Văn Hậu, anh sẽ không trở về Việt Nam cùng toàn đội mà từ Philippines bay thẳng sang Hà Lan để tập trung cùng câu lạc bộ Hireven. Nhiều khả năng anh cũng không tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 sắp diễn ra tại Thái Lan. Về phần mình, trả lời trước giới truyền thông sau trận đấu, Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ, đến khi hết trận, tôi mới biết Ivan Dimas bị chấn thương nặng như vậy sau tình huống tranh chấp sự quyết liệt trong thi đấu là điều bình thường ngoài sân cỏ chúng tôi là những người theo nghiệp bóng đá sau khi nhận huy chương tôi đã đến xin lỗi ivan dimas tôi đã nói rằng tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều tôi sẽ rút kinh nghiệm khi tranh chấp bóng sau này đoàn văn hậu chia sẻ